chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mắt Hôn thực tế thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của anh Phan Văn Phẩm ở thôn Duyên Yết, Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội. Và trước khi mà chúng ta đến thăm căn nhà của anh Phẩm thì cũng như tất cả video trước, em sẽ giới thiệu sơ lược lại về Mắt Hôn. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công rồi gói nhà ở cho các tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và dù quý vị đang miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, thậm chí ở nước ngoài, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua những số hotline để được nhân viên chúng tôi tư vấn. Em nhận được số ý kiến đó chính là các số hotline thì nếu quý vị đang ở nước ngoài thì chúng ta không tiện để gọi được, vậy thì làm sao để có thể liên hệ? Thì quý vị có thể kết bạn Zalo, những số hotline của chúng tôi thì cũng sẽ có nhân viên hồi âm cho quý vị, hoặc là chúng ta có truy cập vào fanpage của Mắt Hôn là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mắt Hôn rồi để lại lời nhắn Messenger. Hoặc là quý vị cũng có thể truy cập vào những website của Mắt Hôn là thiết kế thi công rồi gói.com hoặc là mắthôn.vn, sẽ có cái mục là nhận tư vấn làm nhà, quý vị cứ chọn vào rồi để lại những cái thông tin của mình thì nhân viên của chúng tôi cũng sẽ liên hệ tư vấn cho quý vị. Hiện tại thì chúng tôi đang có chương trình mở showroom vật liệu Mắt Hôn chỉ với 500 triệu đồng, miễn phí thiết kế quầy kệ, biển bản nhận diện thương hiệu, đào tạo tư vấn bán hàng, vận chuyển đơn hàng, hỗ trợ cung cấp khách hàng của khu vực showroom và thu hồi vốn chỉ sau 36 tháng. Nên nếu có nhu cầu, hãy nhấc điện thoại lên alo nghe số hotline nhé. Trở lại với ngôi nhà của anh Phẩm thì đầu tiên em sẽ mời quý vị chúng ta xem qua đó chính là ảnh vẽ 3D ngoại thất bên ngoài của công trình này trước. Nhìn từ bên ngoài thì quý vị sẽ thấy là đây là công trình 2 tầng mái Nhật với thiết kế hiện đại nha quý vị. Mẫu nhà này thì có lẽ là nếu mà ai mà đã theo dõi nhiều những video của Mắt Hôn rồi thì có lẽ là không xa lạ gì với cái mẫu nhà này ha. Đây là một trong những mẫu nhà được mệnh danh là best seller của Mắt Hôn, tức là từ xưa đến nay thì nó cũng rất là được chuộng và đến bây giờ thì cũng vẫn được chuộng nha quý vị. 2 tầng mái Nhật và hiện đại. Với kiểu dáng của nó thì đầu tiên anh sẽ nói đến đó chính là phần mái Nhật ở bên trên. Em nghĩ là việc mà lựa chọn phần mái nào thì cũng sẽ là cái sự đắn đo của nhiều gia chủ đúng không nào? Trừ khi mà chúng ta có một cái loại mái mà mình đã yêu thích ngay từ đầu thì không nói rồi. Còn ví dụ bình thường đi, chúng ta cũng sẽ nhìn nhiều mẫu nhà thì ta cũng hơi phân vân, không biết là nên chọn mái Nhật, mái Thái hay mái Mansa hay thậm chí là mái lệch đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào những cái tiêu chí gì? Em nghĩ là bên đặt sở thích thì chắc chắn rồi, sở thích thì sẽ tùy gu. Ví dụ đi, nếu quý vị thích một ngôi nhà thật là cao ráo, vậy nó là nhìn từ xa đã thấy nổi, thấy cao, thì chúng ta sẽ lựa chọn là mái Thái. Hoặc ta thích một cái sự kiểu dáng có cái đường cong nhẹ, rồi có một cái vẻ đẹp gì đó nó hơi cầu kỳ một chút xíu thì có thể chúng ta lựa chọn mái Mansa. Còn quý vị thích sự độc đáo, kiểu là ấn tượng không đụng hàng với bất kỳ một cái căn nhà nào lân cận thì có thể lựa chọn là mái lệch. Mái lệch là cái loại mái độc đáo nhất rồi. Còn không, muốn đơn giản luôn, ta có thể lựa chọn mái bằng. Còn mái Nhật thì sao? Mái Nhật thì em nghĩ là nó là có sự kết hợp của nhiều cái cảm giác như vậy. Nó vừa có sự tinh tế ha, mà nó cũng có sự sang trọng ở đó. Và nó không phải là quá cao, nhưng mà mái Nhật sẽ là càng nhìn sẽ càng thu hút nha quý vị. Và người ta sẽ nói mái Nhật là kết hợp của vẻ đẹp, một bên là mái Thái là phong cách của phương Đông, và một bên là phong cách cổ điển châu Âu. Cho nên là mái Nhật nó cả hai cái điều đó. Và với mái Nhật thì có một ưu điểm, nếu mà so sánh với mái Thái cùng diện tích thì chắc chắn là mái Nhật chúng ta sẽ tốn ít chi phí hơn. Bởi vì mái Thái thì nó cao hơn nên chắc chắn là cái lượng ngói mái chúng ta lợp lên thì nó cũng sẽ cần phải là nhiều hơn rồi. Do đó là thời gian thi công lâu hơn và đòi hỏi là cái chi phí chúng ta sẽ cao hơn. Còn mái Nhật thì nếu trên cùng diện tích xây dựng thì chắc chắn nó sẽ tiết kiệm hơn. Thì đó cũng là một cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn. Và nhiều quý vị thì sẽ nghĩ rằng nếu mà xây dựng mái Nhật thì chúng ta có phải lo lắng về cái việc thoát nước mưa hay không, bởi vì thấy nó không có dốc bằng mái Thái. Vậy thì vấn đề ở đây đặt ra đó chính là không phải đơn thuần chỉ là tính theo độ dốc, mà chúng ta cũng phải tính toán về cái hệ thống thoát nước mưa trên mái nha quý vị. Thì hệ thống thoát nước mưa này sẽ gồm có những cái đường ống dẫn cũng như là xeno, rồi máng hướng nước mưa vân vân. Thì tất cả những điều đó thì chúng ta cũng đã phải tính toán ngay từ đầu trong quá trình thiết kế cho quý vị, cho đến khi thi công là đã phải đảm bảo rồi, để đảm bảo là nước nó sẽ không có thấm dột vào bên trong ngôi nhà của mình. Và còn có một cách nữa để chúng ta chắc chắn hơn vấn đề này là cái sàn có sắp mái chúng ta nên đổ là sàn bê tông cốt thép. Thì sàn bê tông cốt thép nó sẽ chúng ta có thể là đổ bê tông rồi sau đó là xây tường thu hồi, gác vị kèo lợp ngói. Đây là cái phương pháp hơi cầu kỳ nhưng em nghĩ là nó sẽ là phương pháp tốt nhất. Đương nhiên là nó tốn chi phí hơn, nhưng mà em nói thật, thà là tốn chi phí nhưng mà ngôi nhà chúng ta ở trong ta yên tâm. Thứ nhất là không có e ngại về cái vấn đề mà đó, nước mưa thấm dột nè, không có nó chống nóng tốt hơn nè, cũng như là chống trộm tốt hơn.
Vậy thì tại sao không đúng không nào? Ngôi nhà là một cái nơi chúng ta sẽ ở thời gian rất là dài, thậm chí là cả đời luôn. Vậy thì tại sao chúng ta không đầu tư xứng đáng để chúng ta có thể ở một cách thoải mái nhất? Cho nên là đó là lý do mà An khuyên quý vị chúng ta nên lựa chọn phương pháp đó. Còn nếu ta chỉ làm trần giả thì cũng được, nhưng mà trần giả thì chắc chắn nó không thể đảm bảo chống nóng, chống dù nước mưa cũng như chống trộm tốt bằng đổ một cái trần bê tông nha quý vị. Với công trình này thì màu sắc của nó chúng tôi sẽ phối theo tông, đó chính là tông màu trắng và màu xanh nhé. Đây là hai cái tông chủ đạo. Xanh thì ở đây sẽ là cái tông xanh ghi nha quý vị, tức là nó pha trộn giữa màu ghi và màu xanh. Với ngôi nhà này thì hai cái tông màu này em thấy quá là hợp. Nó sẽ giúp cho công trình nhìn cái nét hiện đại hơn rất là nhiều. Chứ kể là quý vị thấy là công trình này thì phần lan can ở tầng 2 chúng ta sẽ sử dụng 100% là lan can kính cường lực. Đây cũng là quyết định hợp lý bởi vì nhà hiện đại thì đa phần người ta chuộng kính cường lực. Còn nếu không sử dụng kính cường lực thì quý vị có thể lựa chọn là lan can chúng ta làm từ thép hộp sơn tĩnh điện. Lưu ý là không nên lựa chọn những cái kiểu lan can nó quá cầu kỳ, bởi vì lan can cầu kỳ kiểu là sắc nghệ thuật thì nó hợp với nhà tân cổ hơn. Còn nhà hiện đại thì chúng ta đặt lên thì nó hơi bị rối. Chúng ta chỉ nên đặt thép hộp mà những cái đường thẳng song song với nhau đơn giản thôi, thì nó hợp với tinh thần hiện đại của ngôi nhà hơn nhé. Với công trình này thì quý vị thấy bên cạnh tường sơn thì chúng tôi sẽ ốp thêm một số vật liệu. Ví dụ nè, ở bên dưới chân tường thì chúng tôi sẽ ốp đá chẻ nha quý vị, có tông màu ghi đậm. Hay là bên dưới những trụ cột thì chúng tôi sẽ ốp gạch Việt Nhật. Gạch Việt Nhật thì cũng tương tự với Inox, thì nghe tên thì chúng ta biết nó liên quan đến Nhật Bản rồi ha. Và cái độ chống thấm hút nước cũng rất là tốt. Ví dụ là cái độ thấm hút của nó là dưới 5%, cho nên là chúng ta cũng rất yên tâm trong quá trình sử dụng. Công trình này thì cửa chính chúng ta sẽ sử dụng đó chính là cửa gỗ nha quý vị, còn lại sẽ là cửa nhôm hệ kính. Cửa nhôm hệ kính thì chắc chắn là được chuộng rồi. Còn cửa gỗ ở đây thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ đi, ở ngoài miền Bắc thì em thấy là rất là nhiều gia chủ sẽ thích là gỗ lim Nam Phi. Trong miền Nam thì lại ưa chuộng ví dụ là gỗ cắp xe hoặc là gỗ gõ đỏ. Hoặc là bây giờ có một cái loại chất liệu mà cũng được nhiều gia chủ bắt đầu quan tâm, đó chính là cửa thép phân gỗ nha quý vị. Tức là chúng ta không phải là sử dụng gỗ tự nhiên nữa mà là thép phân gỗ, tức là giả gỗ thôi. Thì An nghĩ đây cũng là cái giải pháp hay, bởi vì thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm chi phí cho ngôi nhà của mình là chắc chắn rồi. Và thứ hai là thật sự là nếu mà chúng ta cứ sử dụng gỗ tự nhiên hoài thì chắc chắn là nó cũng sẽ cạn kiệt cái nguồn gỗ rồi. Chúng ta lựa chọn những cái giải pháp thay thế thì cũng giúp góp phần nào đó bảo vệ môi trường ha. Và cửa thép phân gỗ nói vậy thôi, chứ thật sự gặp ngoài đời, em nói thật là chúng ta nếu mà không rành lắm về gỗ, chúng ta nhìn sơ qua nó cũng như nhau quý vị. Nhìn nếu chúng ta nhìn từ xa, thật sự nó cũng đẹp không hề thua kém so với gỗ tự nhiên đâu. Cho nên là đó cũng là có thể là giải pháp cho quý vị lựa chọn nhé. Và đó là tổng quan bên ngoài của công trình nhà ảnh phẩm. Bây giờ hãy cùng Nhật An chúng ta tiến bên trong bằng cách An sẽ đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình này. Đầu tiên thì An sẽ đọc ở đây, đó chính là mặt bằng định vị công trình ha. Quý vị thấy tổng quan công trình của nhà ảnh phẩm nè. Quý vị thấy là khu đất bao xung quanh ha, cũng khá là rộng. Khu đất này thì cái chiều sâu của nó là 24,8m, chiều ngang nó tầm 15m. Còn về hướng nhà đi thì quý vị phải xác định giúp An đó là cửa chính nha. Ở đây chúng ta thấy hai cái lối, nhiều cái lối cửa thì quý vị xác định cửa chính đơn giản lắm. Quý vị cứ nhìn cái cửa nào nó to nhất. Ví dụ ở đây cửa 4 cánh, 2 cánh, 1 cánh thì chắc chắn là cửa 4 cánh sẽ là khu vực cửa chính rồi. Thì quý vị so sánh hoa tiêu của chữ B nè. Thấy công trình nhà của anh Phẩm hướng xuống bên dưới, hướng bên phải. Bên dưới sẽ là hướng Nam, bên phải sẽ là hướng Đông. Công trình nhà anh Phẩm sẽ nằm ở hướng Đông Nam. Tiếp theo thì em sẽ đọc đến, đó chính là mặt bằng bố trí nội thất của công trình này ha. Nhìn vào đây thì quý vị thấy là chiều dài ngôi nhà là 17,64m, chiều rộng của ngôi nhà là 10,99m, tổng tích sử dụng em tính được tầm khoảng 170m2. Một lần nữa em phải nhắc lại là tính tích sử dụng ta không đơn thuần lấy dài nhân rộng, mà chúng ta phải trừ đi những cái phần mà không có tường bao, không có tường xây, hoặc là an là em không tính luôn những cái phần sảnh ở bên ngoài, cho nên quý vị phải trừ lại giúp em ha. Và diện tích sử dụng, diện tích xây dựng nó sẽ khác nhau cho quý vị. Diện tích sử dụng là diện tích những phần chính, ví dụ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng thờ, v.v. cộng với phần phụ, ví dụ là nhà vệ sinh, nhà kho, v.v. Còn diện tích xây dựng sẽ bằng diện tích sử dụng cộng với diện tích khác, ví dụ như là móng mái, sân, tầng hầm. Quý vị phải lưu ý hai cái thông số này nó khác nhau. Và với công trình ở đây thì tầng 1 tôi bố trí là phòng khách kết hợp phòng thờ, phòng bếp ăn, một phòng ngủ và sẽ có hai nhà vệ sinh. Tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí là phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và một nhà vệ sinh nhé. Bây giờ sẽ mời quý vị xem qua về ảnh nội thất của công trình.
Đầu tiên là không gian phòng khách kết hợp thờ nè, thì quý vị thấy là ở đây chúng tôi sẽ đặt là một chiếc ghế sofa gốc được thiết kế hình chữ L, sẽ được bọc da nha quý vị. Chúng tôi sẽ đặt ở bên khu vực phòng khách nè, một bộ bàn trà đôi với màu sắc sẽ là những cái tông màu trắng, đen và màu gỗ nữa. Ở bên không gian thờ thì 100% sẽ là chất liệu gỗ tự nhiên ha, từ bàn thờ đến vách phía sau và đặc biệt là vách cắt CNC cạnh bên. Tiếp theo ta sẽ đến phòng bếp. Phòng bếp ở đây chúng tôi sẽ đặt là một cái kệ tủ bếp được thiết kế là hình chữ L nè, với chất liệu của MDF phủ melamin. Bàn ăn thì cũng khá là to, xung quanh sẽ đặt đến 6 chiếc ghế ăn sẽ được bọc da. Tiến lên tầng 2 chúng ta sẽ đến phòng sinh hoạt chung. Ở đây thì cũng đẹp không hề thua kém phòng khách ha. Chúng tôi sẽ đặt là một chiếc sofa băng, 3 chỗ ngồi, một chiếc sofa đơn, một chỗ ngồi nè. Đối diện sẽ là một kệ TV. Phải nói là với phòng sinh hoạt chung này thì cũng không hề thua kém so với những cái thiết kế phòng khách của nhiều công trình khác luôn quý vị, chứ không riêng công trình này ha. Đến phòng ngủ thì phòng ngủ số 2 quý vị thấy là tông màu vẫn là trắng và gỗ ha, từ chiếc giường cho đến tủ quần áo. Phòng ngủ số 3 thì cũng vậy. Phòng này thì An thấy chú ý đến đó chính là tủ quần áo rất là to và đẹp quý vị. Được thiết kế ở tới 5 ngăn ha. Chúng ta có thể là đặt rất là nhiều những cái món đồ của mình ở trong. Tiếp theo ta đến phòng ngủ số 4. Thì phòng này quý vị thấy cũng là hai cái tông màu đó. Đây hình như là màu chủ đạo cả công trình luôn rồi. Và bàn trang điểm sẽ được thiết kế dạng treo. Trở lại với sơ thiết kế kỹ thuật thi công của nhà của anh Phẩm thì em sẽ đọc tiếp đến đó là mặt đứng của công trình. Em đọc ở đây là mặt đứng trục AD. Thì quý vị thấy nè, từ cos 0 định của mái sẽ là 10,1m, sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 lên đến sàn mái là 3,6m. Ngược lại thì cos 0 xuống người lại sân là 75cm, chia cho 5 bậc, mỗi bậc sẽ là 15cm. Ở bước chân người Việt Nam của chúng ta thì tầm 15-18cm là hợp lý nhất. Bên dưới thì chúng tôi sẽ có 6 cái ô hình chữ nhật tương ứng vật liệu màu sắc khác nhau. Ví dụ mái lập ngói, tường ốp đá trang trí, ốp gạch Việt Nhật. Những cái điều này thì em đã nói lúc nãy ở bản vẽ 3D rồi. Bây giờ anh sẽ đọc đến mặt cắt của công trình, anh đọc mặt cắt trục 1-1 nhé. Với mặt cắt trục 1-1 thì quý vị cũng thấy được đó chính là những cái sàn chúng tôi đổ bê tông nè, hay là sàn có sắp mái, quý vị thấy không ạ? Lúc nãy anh cũng nói rồi ha, đổ bê tông thì nó cảm giác chắc chắn hơn cũng như là chống dùng nước mưa tốt hơn. Cửa thì có những cái lối cửa trong nhà là cao 2m4 này ha, rồi cái lối cầu thang đi ở giữa của công trình. Bây giờ đọc đến hồ sơ kết cấu thì quý vị nhìn vào sẽ thấy là ngôi nhà xử lý là móng cọc bê tông cốt thép, tiết diện là 200x200mm. Với móng cọc thì đây là cái loại móng mà chuyên trị cho những cái công trình, thứ nhất là tải trọng lớn và thứ hai là đất cái tính chất nó hơi yếu, ví dụ là gần ao suối sông ngòi, gần mặt nước ngầm, có độ bùn lầy cao thì người ta sẽ ưu tiên lựa chọn móng cọc nha quý vị. Tuy là móng cọc có thể là về chi phí nó sẽ hơi cao hơn móng băng một chút xíu, nhưng nó thuộc dạng móng sâu, cho nên là những công trình mà đòi hỏi về cái độ chắc chắn cao thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng về móng cọc rồi. Cuối cùng anh đọc đến hồ sơ điện nước thì anh sẽ đọc mặt bàn chiếu sáng thông gió của tầng 1. Về hệ thống chiếu sáng, quý vị sẽ thấy chúng tôi sẽ chạy dọc theo công trình là đèn downlight âm trần D11012W của Mac Home nè quý vị, cũng như là đèn downlight âm trần D90 công suất 7W của Mac Home sẽ chạy dọc khắp công trình luôn ha, từ không gian phòng khách, phòng bếp nè, đến cả phòng ngủ cũng có luôn. Rồi chúng tôi cũng sẽ gắn những cái đèn dây led hắt trần ở không gian của phòng khách, cả phòng thờ lẫn phòng bếp để tạo nên cái hiệu ứng cũng khá là bắt mắt. Còn về thông gió thì sao? Thông gió thì trong bếp chúng tôi sẽ đặt thoát mùi bếp ha. Còn nhà vệ sinh sẽ có thoát mùi WC PVC D110. Vậy nhưng em vừa giới thiệu quý vị công trình của nhà anh Phẩm ở Phú Xuyên, Hà Nội, một công trình bestseller của Mac Home. Nếu quý vị thích mẫu nhà này muốn thiết kế tương tự, thì cần ngại liên hệ ngay Mac Home với số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuẩn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, nhìn em xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.